Còn 20 phút nữa đi. Cứ đi vào trong mấy cảnh của cái Việt Nam quá. Thôi tí bút quay đi. Kì không biết nói. Đi vào 21 nào rồi. Cái đuôi máy bay. Quay không? Tay đấy mà, bấm tay thôi. Ơ thế á? Ừ. Đây là những cái gì? Biển ghi công à? À. Biển đôi dưỡng. Trên thế giới. Đại Tây Dương này, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải nè. Bắc Băng Pacific, Dương nè. Pacific. Đẩy cái đi. Đây là bộp đa xe kim. Ừ, chỉ ra một tí thôi. Cho bộp lên đi. Đây có đôi nguy hiểm. Đấy, không tái bộp á. Phải đúng rồi hả? Nhưng mà anh thì không đội. Vì người ta phạt đấy. Ô, vừa rồi có tưởng niệm cái gì này? Người ta mang hoa đến tưởng niệm này. Dạ. Sao đây? Navi là cái gì? Con đội cái gì nhỉ? Đẩy lên biển ấy. Lính hải quân á. Hải quân bộ thủy quân bộ binh không quân. Ồ, đây này, những người đã mất trong chiến tranh ở phía Nam Việt Nam những năm 73. Kỷ niệm. Có những cây thật là to, cây này chắc phải 4-5 người ôm mất. Cây này là nhiều cây chứ nhở? Sao một cây nó lại có nhiều cái gốc thế nhở? Wow, toàn cây cổ thụ thôi. Những cây này chắc phải 100 năm rồi. Đúng không nhở? Ừ. Cái lý mà con đá nó đi ngược về nhở? Ngược về đâu? Ngược về nhà. À, đi đến lấy câu không? Giờ đi cô Ly lấy câu. Ừ. Vậy là đi xuống dưới này. Tôi chạy tiếp nha. Ừ. Đi đường nào nhưng kia không biết đường. Đấy, phía bên trái, phía trái. Đó, phía trái. Đâu, chỗ này có chỗ đi đâu. Không biết đây. Đi chơi. Đi chơi chơi. Như gió hay đau đầu á. Thôi sao đưa được. Ơ tôi chết rồi. Oh, gió.
sân vận động à? Đâu đâu cũng có một cái công viên. Chắc Kim đi bộ. Mình chỉ đang hưởng mình lên cái cầu mà cầu đâu nhỉ? Mệt quá rồi, mệt luôn rồi.